Đây là thắng cố, món gọi là chưa nhỏ lớn chưa thấy bao giờ. Thịt mà ngựa. Nghe nói là thịt ngựa và bộ đồ lầm của con ngựa. Món này là món của người Hơ Mông. Món chung gọi là đặc sản của người Hơ Mông. Đây là lần đầu tiên kêu thử món thắng cố ăn cho biết. Thịt nhiều quá hả? À, rồi. Rồi, có cái thơm lắm nè. Hết sức thơm. Ồ, cái này ngon lắm. Ngon lắm. Đây là lợn bản, lợn bản. Lợn bản nướng lá mắt mặt. Rồi, thái như thế. Rồi, hai món đặc biệt của ngày hôm nay. Thắng cố và lợn bản. Để lên trên đó.